Xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay em lên sóng cho anh em một chiếc âm ly cao cấp của Bose. Mã của nó là PLS1310 anh em nha. Đây, 1310. Con này về cơ bản là đẹp hết, bóng bẩy và đẹp. Nó bị bay mất miếng đề can từ đây sang đây anh em nhé. Đấy, nó bay miếng đề can như thế này rồi. Đây, tem của nó nguyên bên siêu thị Nhật về đây. Đấy, bình thường nguyên bản cái tem này là dán ở đây cơ. Đấy, nhưng mà vì chỗ này nó mất đề can nên là em lột lên em dán nó vào đây nhá anh em nhá. Về anh em có thể dán lại đề can cho nó. Đấy, nhưng mà em sợ đấy, đề can ở Việt Nam không được bóng mà đẹp như này đâu. Nếu mà anh em kiếm được cái đề can bóng và đẹp như thế này anh em dán lại được nhá. Đấy, mình hoàn toàn có thể tháo được. Đây là bắt bằng gỗ với cả vít đây, mình có thể tháo ra và mình dán lại đề can mới anh em nhá. Còn rồi, còn ở chiếc cục này thì cái khay đĩa CD này này, nó là có cái logo Bose ở đây cơ, nhưng mà đây nó lại không có cái logo Bose ở đây anh em nhé. Đấy, nó mất cái logo Bose ở đây này. Còn đâu mặt máy thì khá là đẹp, đẹp anh em nha. Nội thất rất là gấu luôn. Con này dòng cao cấp của Bose. Con này chuyên trị đánh các cái loa toàn giải anh em nhé. Đánh loa toàn giải rất là hay luôn. Đây, anh em có thể tinh chỉnh ở đây. Đấy, tinh chỉnh ở đây để phù hợp với cái loa của anh em nha. Đấy, rất là đẹp luôn. Đây, Bose 1310 Display in Japan. Con này đánh toàn giải cực kỳ hay luôn anh em nhé. Đánh rất sướng luôn. Cái phần CD này của nó không chạy đâu anh em nha. Đây, CD em cho đĩa vào không thấy nó nhận. Trong khi đó là lần trước là vẫn nhận. Một thời gian trước là vẫn nhận nhé. Để lâu lâu không dùng, bây giờ cho vào không nhận nữa, chẳng hiểu tại sao. Nói chung là đĩa thì bọn này nó có tuổi nên nó cũng kém rồi. Nếu mà bây giờ nó có chạy thì vài bữa anh em lấy về nó vẫn trục trặc thôi. Riêng phần CD nhé, phần CD nó hay bị kém lắm. Vì những con này nó có tuổi thọ lâu rồi. CD thì nó chỉ thọ trong vòng 5 năm đầu là ok nhất. Đấy, cái giá thị trường của con này nó rơi vào ở mức trên 4 triệu đến hơn 5 triệu. Từ trên 4 triệu đến hơn 5 triệu tùy anh em bán nhá. Đấy, và cái giá em xả thanh lý cho anh em ấy 2 triệu 800 nghìn đồng con này. Chỉ 2 triệu 800 nghìn thôi nhá. Rẻ cực kỳ luôn. Đấy, nó có hai cái vấn đề. Thứ nhất là CD không chạy và cửa CD mất chữ cái logo Bose ở đây. Thứ hai là nó bị bay vít đề can ở đây. Đấy, nên là cái giá của nó được cực kỳ êm luôn anh em nhé. Và đương nhiên em sẽ bao ship cho anh em nếu mà anh em chuyển khoản đầy đủ cho em sản phẩm này. Anh em mua hàng liên hệ với em theo số điện thoại 0965748574. Em có nhận ship hàng toàn quốc và bọc xốp cẩn thận cho anh em nhé. Anh em kết bạn Zalo, Facebook của em là Đức Anh Loa Bãi để chúng ta trao đổi thông tin qua đấy cho nó tiện. Chiều ngang của con này nó là 28 anh em nhé, size 28. Còn sâu của nó trên 30. Rồi chào anh em nhé.